Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng Mobile City thì các bạn có thể ủng hộ mình trên Shopee mới nhất là MedaShop. Trên đó thì mình sẽ bán phụ kiện điện thoại này, cộng với cả là điện thoại bảo hành vàng full 12 tháng. Đồng thời mình cũng sẽ bán hàng trên cả TikTok Shop. Anh em có thói quen mua hàng trên nền tảng nào ấy thì ủng hộ mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi Note 12T Pro. Và vừa xong nhá, thì mình đã quẩy Gen Cine Park ở đồ họa trung bình được khoảng tầm 20 phút. Và kết quả ấy là máy sẽ chỉ nóng lên khoảng tầm 41 độ C mà thôi. Đồng thời là FPS cho ra rất ngon các bạn nhá. Này, trung bình ấy sẽ được tới là 53 FPS được chưa ạ? 92% là trên 45. Chơi rất là ngon nha, không có hiện tượng giật lag. Thì trong video ngày hôm nay này, mình sẽ thử nặng đô hơn một chút là mình sẽ thử chơi match setting được chưa ạ? Nếu như có vấn đề gì không ổn ấy thì mình sẽ thử gắn sò các bạn nhé, để xem là hiệu năng tối đa của con chip Dimensity 8200 Ultra sẽ ra sao. Đây, đồ họa này mình sẽ chỉnh lên mức 2GB. Tất nhiên là con này thì các bạn không nên chơi max setting các bạn nhé, mình test cho biết thôi. Rồi ok, 60fps, tắt motion blur và mình sẽ thoát ra vào lại game cho nó đúng chuẩn là max setting. Rồi 24 phút này, hiện tại máy còn 67% pin. Mình đang để máy là chế độ performance rồi các bạn nha. Bắt đầu này, chơi bằng kết nối wifi, độ sáng 80%. Đây, cái phần mềm đo FPS của mình thì các bạn thấy này, nó sẽ 45 này, 61 này. Mình sẽ có một cái video để mà chỉ các bạn cách cài cái ứng dụng đo FPS này nhá. Sau khoảng hơn 20 phút chơi trung bình thì đấy, máy nóng lên 41 độ C rồi nhá. Mình chơi tiếp luôn, không cho máy nghỉ. Ok. Max setting vẫn 61 này, 58 này, ngon quá nhỉ. Bây giờ vừa giật xong, vừa khen xong thì giật. Thử combat nhé, thử combat nhé. Nói chung là chiếc 12T Pro là một chiếc máy rất mạnh trong tầm giá, nhưng mà cái màn hình thì sẽ không quá đẹp. Thực sự, nó chỉ là iPad LCD thôi. Cằm dày này, cam thâm này, màu sắc thì tương phản với khối ấy, nó sẽ không thể bằng so với cả AMOLED được. Nhưng mà kiểu những bạn quen dùng iPad rồi thì ok nhé. Những bạn dùng máy giá rẻ này, hay là dùng mấy con kiểu iPhone 11 các thứ chuyển sang thì không vấn đề gì đâu. 54, 58, 52. Ổn áp nhỉ. Để mình chỉnh ban ngày phát nhé, tự nhiên tối nhỉ. 41. Tụt luôn, 43. Hơi giật, hơi khựng. 38 này. Nói chung là xuống đến 4x là bắt đầu hơi khựng rồi. Nhưng mà đấy, quên, mình đo iPad nha, quên không bấm. Đây, chạm vào thì bắt đầu đo iPad này. Quên mất đấy. Tại vì mình cũng vừa mới phát hiện ra cái app này từ QMPub công nghệ nên là dùng lần đầu. 4x này, thường xuyên này. Ui nóng, nóng, nóng. Bắt đầu cảm thấy nóng bên trái nha. Nhưng mà chưa đến mức gọi là không thể chơi nổi đúng không? Vẫn là ok. Nó gọi là không thoải mái thôi. Thực sự là giật này khiến mình chơi không thoải mái. Ok, mình sang map thứ hai nhé. Sang bên vực gió hú xem này. Bên này mà máy nóng lên là giật thôi rồi luôn. 4x thường xuyên này. Rất nhiều hiệu ứng nha. 43, 42. Ây da, hạ mất con tướng mình rồi. Té 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 té. Hồi sinh cái đã. Chưa được anh em ạ. Uầy, mình không ngờ nha. Mình cứ tưởng là phải gắn sò nhưng mà không. Tất nhiên là FPS không thả nhưng mà chưa được. Dạ mà. Được của nó anh em ạ. Đây, không còn bát toàn 5x luôn. Đây, mạnh quá, thôi té thôi. Chưa được nha anh em ạ. Mình không ngờ đấy. Mình phải té sang Macca thôi, nó đánh hẹo, mình hẹo mất. Mấy con máy mới ra như kiểu Turbo 3 này, Neo 6, khi mà chơi game nóng sang bên Sumeru này là max setting là đuối luôn. Giật thôi rồi luôn. Đây, 12T Pro này. Rẻ hơn, ra mắt độ hơn 5 rồi. Cũng chả kém gì Neo 6 mấy. Ui dồi, 3x, bắt đầu giật nha. 33 FPS. Ok, gọi là chống cháy max setting vẫn được. Thật sự là mình hơi bất ngờ hiệu năng con này. Ok, mình tắt đo FPS này. Đo nhiệt độ cho anh em nhé. Sau 10 phút chơi max setting và trước đó thì mình chơi 20 phút trung bình rồi.
Nhưng mà chơi nửa tiếng rồi. Ok, cơ thể mình tầm 36 nha. Thì máy 41. Tuyệt vời. Một nhiệt độ quá tuyệt vời luôn. Rồi, phía mặt sau thì cũng 41 luôn. Thực sự là một nhiệt độ rất đáng nể nha. Và đây sẽ là FPS khi mà chúng ta chơi đồ họa max setting. Đây. Tất nhiên là gập gành rồi. Làm gì có chuyện là thẳng tắp. Nhưng mà các bạn nhìn này, đây là toàn 4x5x nhá. Sang Sumeru là súng 3x này. Trung bình sẽ được là 48 FPS. Và cái mức mà trên 45 FPS được 73% nhá. Tại vì sao? Trên 45 là mình thấy chơi ok. Nói chung là ngon đấy. Và mặc dù là chiếc máy này không quá nóng, nhưng mình vẫn muốn thử một chút nhá. Đó là mình sẽ thử gắn cho chiếc máy này con sò X76 Pro đấy. Một con sò ăn 15W điện, siêu đóng băng luôn. Để xem là khi mà mát ý, con này còn mạnh từ đâu. Đây, mình sẽ gắn vào gần cụm cam nhất có thể anh em nhé. Vừa sò hít vừa sò kẹp được chưa? Con này giá dưới 200 nhưng mà hiệu năng làm lạnh thì vô đối. Mình sẽ quay trở lại một tí cái map sa mạc ban nãy này. Đây, đo FPS nha. Không thể tin được. Đi Mercedes 8200 Ultra. Gắn sò của Galaxy Max Setting toàn 5X. Được của nó luôn đấy. Rồi, thực sự là map này như vậy là không làm khó chiếc máy này rồi. Quá ngon luôn. Toàn 5-7, 5-8 này. Sáng nay map thứ 2 đi. Mình dịch chuyển nhiều này thì FPS nó sẽ bị tụt nhé. Được của nó anh em ơi. Toàn 5-7, 5-8, 6-0, 5-6. Bữa lắm. 5-1, 5-3. Ngon. Rồi sang nốt map cuối Sumeru test xem có bị tụt xuống bike không nhá. 4-7 này. Sang đây là cứ auto số 4x thôi. Nhưng mà không khựng như ban nãy tại vì vẫn trên 45. 40 rồi. Hơi khựng rồi. Sang cái chỗ này nó kiểu bị làm sao ấy nhỉ. Cái ai làm gì tự nhiên giật. Nói chung là vẫn hơi khựng nhẹ đấy. Không mượt đâu. Giật tới hôm này. Rồi ok mình chơi cũng được khoảng tầm 19-20 phút này. Máy tụt xuống 58% pin. Đây. Khi mà gắn sò thì nhiệt độ của máy mình cảm nhận là không giảm quá nhiều nha. Tại vì max setting nó nóng mà. Rồi nhiệt độ mặt trước này lên quanh 40, gần 41, 41 này. Và sau 40. Nói chung là đây, khu vực gắn sò nhé. Rồi, 20 độ. Tắt đo FPS này. Các bạn cùng mình xem biểu đồ nhé. Ok chơi anh ạ. Đây là khi mình sang bên Sumeru này, bắt đầu tụt giảm nhé. Chứ còn những map khác ấy, rất là ngon, toàn 5x luôn. Sumeru này rất ít máy chơi mượt các bạn nhé. Và trung bình chúng ta sẽ được là 53 FPS, 88% là trên 45, chơi ngon, được chưa ạ? Ăn 6W này, max setting mà. Quá tuyệt vời. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 12T Pro? Hiệu năng của con chip Dimensity 8200 Ultra hiện tại vẫn rất mạnh nha, rất mạnh trong tầm giá, đúng không nào? Các bạn muốn mình test thêm gì cho em nó? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua của chiếc Redmi Note 12T Pro này, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.